các chị cứ hỏi em sao chẳng bao giờ thấy em sale mẫu này thế, thì làm gì có hàng để mà sale đâu. Riêng mẫu áo này á, em về cái còn không kịp trả đơn cũ luôn ấy. Nhưng mà có tin vui cho các chị đây là em mới về cực kỳ nhiều luôn, nên là hôm nay em quyết định sale tới bến cho các chị nhá. Em này là áo đệm mỏng quả to, phù hợp với những ai có vòng một lớn và dễ nhá. Nhìn tổng thể từ kiểu dáng cho đến thiết kế thì em áo này được đánh giá là trẻ trung và cực kỳ dễ mặc. Vì là áo big size nên quả ngực của áo khá to và sâu, nên mới có thể ôm được hết bầu ngực của mình ý, giúp nâng ngực chống chảy xệ. Các chị em khó phải lo gặp phải tình trạng ngực tràn ngoài áo nữa nha. Mút áo mỏng chưa tới 1 cm kết hợp với có gọng bảo vệ sức khỏe vòng một của chị em nè. Chưa hết nhá, bản áo của lưng còn siêu to, ôm được hết phần lưng ngực mỡ của các chị em luôn đó. Áo có size từ 36 đến 42, bao ngực to cho mọi người luôn nha. Link mua hàng em để bên dưới rồi đấy, mọi người bấm ngay và mua nè.